Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Belarus đáp trả xâm phạm không phận Ukraine, triển khai xe tăng sau vụ bắn hạ drone. Belarus triển khai xe tăng sau khi quốc gia này, đồng minh chính của Nga trong khu vực, tuyên bố đã hạ một số máy bay không người lái, drone của Ukraine vì xâm phạm không phận, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Theo đài Reuters, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo quân đội nước này đang triển khai các đơn vị xe tăng đến khu vực giáp biên giới với Ukraine. Trong tuyên bố hôm 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết một phần lực lượng cơ giới của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động và đang chuẩn bị triển khai xe tăng cùng các thiết bị khác bằng đường sắt đến các khu vực Gomel và Mozia gần với Ukraine. Giới chức nước này cũng công bố một đoạn video cho thấy một số xe tăng chiến đấu chủ lực từ thời Liên Xô đang di chuyển lên đường sắt. Hiện chưa rõ quy mô và thời gian các lực lượng mới của Belarus sẽ đến những khu vực đã chỉ định. Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuần trước cho biết quân đội nước này đã phá hủy một số drone của Ukraine xâm phạm không phận ở phía nam Belarus. Ông nói thêm một số drone đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga và đã bị bắn hạ gần Yaroslavl, cách Moscow khoảng 300 km về phía đông bắc. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin cũng thông báo, xét đến tình hình ở Ukraine và vùng Kursk của Nga, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Belarus đã ra lệnh tăng cường binh sĩ tại các khu vực chiến thuật Gomel và Mozia để ứng phó với những hành động khiêu khích như vậy. Ông Lukashenko đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Belarus. Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Kiev rằng nước này có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các hành động khiêu khích bằng drone vẫn tiếp tục. Họ cũng cho biết Belarus có thể cân nhắc đóng cửa đại sứ quán Ukraine tại nước này nếu những sự cố như vậy tái diễn. Kursk vẫn rất căng Nga điều quân từ Zaporizhia về Kiev và loạt tỉnh Ukraine hứng rác tên lửa UAV của Nga. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Ông Zelensky cáo buộc Nga dùng tên lửa Triều Tiên oanh tạc khắp Ukraine. Ukraine hạ hơn 1.000 lính Nga trong ngày. Nga oanh tạc tên lửa và UAV vào Kiev và khắp lãnh thổ Ukraine. Ghi nhận từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 8 nói rằng Nga tuần qua phóng hơn 30 tên lửa và thả hơn 800 quả bom vào lãnh thổ Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform. Từ ngày 5 đến 11 tháng 8, quân đội Nga dội hơn 30 tên lửa và hơn 800 quả bom dẫn đường. Họ không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng các loại vũ khí như vậy. Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi luôn phải chịu mối đe dọa tấn công liên tục, ông Zelensky viết trên mạng xã hội 10. Nhà lãnh đạo Ukraine đề cập vụ tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev hôm 11 tháng 8 khiến hai cha con dân thường thiệt mạng, cáo buộc Nga dùng tên lửa Triều Tiên trong cuộc tấn công này. Theo thông tin sơ bộ, Nga đã sử dụng tên lửa của Triều Tiên trong cuộc tấn công này. Các chuyên gia đang làm việc để xác định chính xác tên lửa này, ông Zelensky cho biết thêm. Nga và Ukraine chưa bình luận thông tin trên. Ông Zelensky đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh chính quyền địa phương ở Ukraine báo cáo về các đợt tấn công dữ dội của Nga xuyên đêm 10 tháng 8, rạng sáng 11 tháng 8. Ukrinform dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô Kiev, ông Ruslan Kravchenko rằng tính đến sáng 11 tháng 8 có 2 ngôi nhà bị phá hủy và 6 ngôi nhà hư hại do trúng mảnh vỡ máy bay không người lái, UAV và tên lửa Nga bị Ukraine bắn hạ. Ngày qua, đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink lên án vụ tấn công mới nhất của Nga vào Kiev. Cảnh báo không kích và tiếng nổ vang lên suốt đêm quanh Kiev khi Nga tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa, giết chết một người đàn ông và con trai 4 tuổi của ông ấy. Một lời nhắc nhở khủng khiếp rằng Nga vẫn chưa dừng cuộc chiến bất hợp pháp vào lãnh thổ Ukraine cũng như việc ném bom vào người dân vô tội, bà Brink viết trên mạng xã hội X. Theo tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk, lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ 53 trên 57 UAV Shahed mà Nga phóng vào Ukraine rạng sáng ngày 11 tháng 8. Ông Oleschuk nói rằng các tên lửa và UAV được phóng từ các tỉnh Primorsk, Aktas, Yi và Kursk, Nga, về phía trên các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Kherson, Kiev, Zaporizhia, Sumy, Rivne và Cherkasy, Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ước tính tổng số quân Nga thương vong trong cuộc chiến tại Ukraine đến ngày 11 tháng 8 là 590.920, bao gồm 1.220 người trong ngày qua. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga ngày 11 tháng 8 đạt nhiều bước tiến trên chiến trường. Theo đó, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến trung tâm Nga đẩy lùi 3 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày. Thiệt hại của Ukraine tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm kiểm soát là 425 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện cùng nhiều lựu pháo. Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga cũng tấn công 2 lữ đoàn Ukraine trong ngày 11 tháng 8 và gây ra 70 thương vong cho quân đội Ukraine tại Zaporizhia. Trong ngày, lực lượng vũ trang Ukraine mất 110 binh sĩ, 5 phương tiện và 1 trạm tác chiến điện tử tại khu vực do nhóm tác chiến phía đông chịu trách nhiệm. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Tây của Nga giành được các vị trí thuận lợi hơn trên tiền tuyến và đánh bại các đơn vị của 3 lữ đoàn Ukraine tại Lugansk và Donetsk trong 24 giờ qua. Thiệt hại mà nhóm chiến đấu phía Tây gây ra cho Ukraine trong ngày là 520 binh sĩ, 1 xe tăng và 2 kho vũ khí. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất 385 binh sĩ và 2 kho đạn dược trong khu vực do nhóm tác chiến phía Nam của Nga phụ trách. Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này bắn hạ 4 tên lửa tốc cao U, 15 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, một quả bom dẫn đường HEM, 71 UAV và một radar của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của đối phương. TASS dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa của Ukraine đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Kursk, Nga vào đêm 11 tháng 8, làm 13 người bị thương. Trong ngày, giao tranh ở tỉnh Kursk vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động tiêu diệt các nhóm vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của Kursk. Hệ thống phòng không Nga phá hủy 4 tên lửa Tokka U, 1 xe tăng T-80 của Ukraine tại Kursk trong ngày 11 tháng 8. Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Evgeny Balitsky nói rằng các đơn vị trinh sát trên không và đơn vị UAV của Nga di chuyển từ tỉnh Zaporizhia đến Kursk để giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Về hỗ trợ người dân, khoảng 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước Nga được chuyển đến người dân tỉnh Kursk. Hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục. Ủy viên nhân quyền Nga Tatiana Moskankova ngày qua đã gửi đơn tới Liên Hợp Quốc yêu cầu lên án hành động vi phạm nhân quyền của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk. Về phía Ukraine, giữa các căng thẳng đang diễn ra tại Kursk, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sirskyi nói rằng Kiev sẽ tiếp tục chiến dịch của mình. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch, ông Sirskyi viết trên Telegram nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.